Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái cách để mà mình nhân giống cái cây điều ha, từ cái hạt điều này nè Nhưng mà mình nhân giống trong cái môi trường nước nha cả nhà, tức là mình trồng nó trong thủy canh đó đó thì những hạt giống này á là nó đã già rồi nè cả nhà đó mình lượm ở dưới gốc cây á nó, dột, nó rụng á. hoặc là cái trái điều á cả nhà già rồi á, cả nhà bẻ cái cái hạt này ra cũng được ha đó thì cái này bữa giờ mình chưa có làm cả nhà mình để về nó cũng hơi có ẩm ẩm chút xíu mà cả nhà thấy nó muốn ra rễ nó muốn nảy mầm rồi thấy không ha cái cây điều này thì cũng nói ra thì nó cũng rất là dễ dễ uh, mọc mầm ha nó dễ ra cây con ha cả nhà ha nhưng mà hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái cách để mà mình nhân giống cái uh, cây điều từ cái hạt nhưng mà mình nhân giống trong nước ha cả nhà ha. Thì nhân giống trong nước thì nó sẽ mau hơn là mình trồng trong đất ha. Thì khi mà có cây con rồi thì các bạn muốn trồng trong đất cũng được, trồng trong nước cũng được ha. Nói chung mình kích thích để cho nó ra rễ để nó thành một cái cây mới thôi ha cả nhà ha. Đó, thì cả nhà chuẩn bị một cái ly nước cho mình, nước nào cũng được ha, nước sạch là được rồi. Rồi cả nhà chuẩn bị một cái rọ để bỏ vừa vô nhưng mà cả nhà nhớ là cái mực nước để mà mình bỏ vô cái hạt giống vô trong cái bông lọc này đó cả nhà thì cả nhà nhớ cho mình là bỏ chừng khoảng nửa thôi ha nó xăm sắp nó không được qua cái hạt nha nếu mà qua cái hạt giống là cái hạt giống nó ngâm trong nước là nó bị thúi bị úng là nó hư hạt giống của mình đó là nó không có nảy mầm đó nha cả nhà đó trong cái miếng bông lọc này á, thì mình ẩm ẩm ở dưới thôi thì tự động nó có cái phương pháp thẩm thấu đó cả nhà thì cái bông lọc này nó sẽ hút nước lên nó làm ẩm cho cái hạt từ đó là nó sẽ làm cho cái cây nó nảy mầm thôi ha đó rất là dễ theo cái phương pháp này đó mà sạch sẽ nữa sở dĩ á, mình muốn uh, nhân giống cái cây uh, cái cây điều cây đào này đó cả nhà ở miền nam người ta gọi là cây đào ở miền bắc người ta gọi là cây điều sở dĩ mình muốn nhân giống trong cái uh, môi trường thủy canh á, thì để khi nó ra rễ nó là rễ nước luôn thì các bạn muốn chân kiển các bạn trồng nó nhỏ nhỏ mini cũng rất là đẹp ha cả nhà ha mình để bàn mình chơi cũng rất là dễ thương ha hoặc là các bạn có thể lớn lên trồng ra cây lớn luôn thì các bạn trồng ra đất thôi mà khi nó ra rễ rồi thì cái cây nó rất là mau phát triển nó rất là rễ phát triển ha lúc đó là cây nó hút được chất dinh dưỡng rồi có thể các bạn muốn trồng trong môi trường nào cũng được môi trường thủy canh cũng được môi trường đất cũng được nhưng mà ở đây mình chia sẻ cái phương pháp này á là mình muốn trồng thủy canh để bàn đó cả nhà mình muốn cái cây nó là mini mini nhỏ nhỏ đó thì mình gieo theo cái phương pháp này ha tại vì từ cái gieo hạt mà các bạn gieo hạt mà từ đất á, mà các bạn mà gieo hạt qua các bạn trồng lại trong môi trường thủy canh á, thì cái cây nó dễ úng nó dễ chết lắm ha còn mình ươm hạt giống luôn mà từ cái môi trường thủy canh á, thì khi mà các bạn trồng luôn nó trong môi trường thủy canh thì rất là dễ ha rồi các bạn chuyển nó qua trồng đất cũng rất là dễ nữa cho nên cái phương pháp này á, nó sẽ tối ưu hơn là cái phương pháp mình ương hẹp giống bằng đất thôi cả nhà ha mình ương bằng thí canh thì mình có thể trồng trong cái môi trường nào cũng được nó rất là tiện dụng ha đó chỉ cần cả nhà quấn lại cho nó thôi rồi nước xâm sắp ở dưới thôi là để chừng khoảng một tuần đổ đi ha cả nhà ha đó là nó sẽ nảy mầm thôi nhớ không có được đổ nước qua hạt nha cả nhà xâm sắp dưới 1 phần 3 hoặc cao tay là 50 của cái rọ thôi ha rồi sau khi mà có kết quả mình quay nha cả nhà đó đây là một cái cây cả nhà hơn một tuần rồi đó gần hai tuần á thì cả nhà nè nó nảy mầm nè cả nhà thấy không rễ ra quá chừng mà rễ này thật sự là rễ lá nước luôn nha cả nhà đó rễ nước luôn cho nên là mình trồng rất là dễ thương cả nhà để trong cái mái hiên nhà hoặc là ở trong nhà để bàn cũng được khi mà nó cây nó ra hai ba lá mầm á nhìn rất là dễ thương mình chương kiển cũng được mình vừa chơi được cái bộ rễ mà mình vừa chơi được lá nữa rất là đẹp ha rồi khi cây nó lớn lên các bạn muốn trồng ra đất cũng được ha nhưng mà thời gian cái cây này nó mọc rất là lâu ha rồi chậm nữa cho nên là mình để mình cho bonsai kiển mini mini cũng rất là dễ thương ha cả nhà ha đó thì mình đã chia sẻ xong cái phương pháp để mà ươm hạt của cây điều để mà ra thành một cây con mà bằng cái phương pháp thủy canh tức là mình trồng trong nước đó cả nhà mình nhân hạt giống là bằng trong môi trường nước đó thì cả nhà vẫn thấy nó ra rễ rất là đẹp ha đó rất là đẹp. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha. Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nha cả nhà. Mình có kiến thức gì về cây thí sinh hoặc là cây thí canh cá cảnh thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà hết để ai cũng thể nuôi được con cá và trồng được cái cây. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.